Cô xin chào tất cả các bạn học sinh thân mến nhé. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với cô trong video ngày hôm nay. Và ở video này thì cô tiếp tục hướng dẫn ôn luyện cho chúng ta sang tiết học mới để giúp chúng ta củng cố kiến thức trong kỳ nghỉ dịch này nhé. Và ngay sau đây thì mời các bạn cùng hướng về phía màn hình. Trong tiết học ngày hôm nay, cô sẽ hướng dẫn chúng ta tiết toán luyện tập trang 100. Và bây giờ để học cùng cô thì mời các bạn cùng mở sách giáo khoa toán trang 100 ra học nhé. Ngay sau đây thì mời các bạn cùng hướng về phía màn hình. Chúng ta cùng đi vào bài tập đầu tiên trong tiết học ngày hôm nay. Bài 1 tính nhẩm. Các bạn hãy quan sát lên màn hình. Cô đã đưa các phép tính trong bài tập số 1 ở sách giáo khoa lên trên màn hình rồi. Thì mời các bạn hãy quan sát và đọc qua các phép tính này bằng mắt một lần nhé. Ở đây, bài tập số 1 yêu cầu chúng ta là tính nhẩm. Vậy, tính nhẩm ở đây là tính như thế nào các bạn? Tính nhẩm ở đây tức là tính ở trong đầu và ghi kết quả bên phải dấu bằng, đúng nào? Vậy thì bây giờ cô cùng các bạn sẽ đi thực hiện điền nhanh các kết quả các phép tính này nhé. 4 x 4 bằng 16. 5 x 4 bằng 20. 4 x 8 bằng 24. 4 x 9 bằng 36. 4 x 2 bằng 8. 4 x 7 bằng 28. 4 x 6 bằng 24. 4 x 10 bằng 40. Và 4 x 1 bằng 4. Đến đây, dựa vào kiến thức chúng ta đã học, cô và các bạn đã điền nhanh được kết quả các phép tính trong ý A của bài tập 1, đúng nào? Vậy thì các bạn hãy quan sát vào các phép tính mà chúng ta vừa thực hiện ở ý A này. Ai có nhận xét gì không? Như các bạn đã thấy, tất cả các phép tính nằm trong ý A này đều là các phép tính nằm trong bảng nhân 4 mà các bạn đã được học ở tiết học trước, đúng nào? Chính vì vậy mà chúng ta thực hiện rất nhanh được kết quả các phép tính này đấy các bạn ạ. Tương tự như vậy, chúng ta cùng chuyển sang ý B nhé. 2 x 3 bằng 6. 3 x 2 bằng 6. Trước khi điền tiếp kết quả các cột còn lại thì các bạn hãy nhìn vào hai phép tính mà cô vừa thực hiện điền kết quả nhé. Phép tính thứ nhất là phép tính 2 x 3 bằng 6 và 3 x 2 bằng 6. Các bạn thấy ở đây các phép tính này có điểm gì giống nhau? Hai phép tính này các bạn thấy này. Các thừa số của hai phép tính này giống nhau và tích của nó cũng giống nhau đấy các bạn ạ. Vậy thì chúng ta thấy là trong một tích, các thừa số đổi chỗ cho nhau thì kết quả vẫn không thay đổi, đúng nào? Tương tự như vậy thì chúng ta cùng đi thực hiện điền kết quả cho các cột còn lại nhé. 2 x 4 bằng 8. Vậy 4 x 2 chắc chắn phải bằng 8. 3 4 x 3 bằng 12 thì 3 x 4 cũng bằng 12. Vậy là đến đây cùng các bạn đã đi thực hiện xong bài tập số 1 của tiết học ngày hôm nay, và ở bài tập số 1 này đã giúp chúng ta củng cố kiến thức đó là về bảng nhân 4, đúng nào? Tiếp theo, mời các bạn cùng chuyển sang bài tập thứ 2 trong tiết học ngày hôm nay. Mời các bạn cùng quan sát. Bài 2 tính theo mẫu. Và đây, mẫu đã cho các bạn cùng quan sát. 4 x 3 cộng 8. Vậy các bạn nhìn biểu thức này gồm có hai dấu tính, đúng nào? Đó là dấu tính nhân và dấu tính cộng. Đối với dạng bài này thì chúng ta sẽ thực hiện từ trái sang phải. Tức là chúng ta đi thực hiện dấu tính đầu tiên trước, được kết quả bằng bao nhiêu thì các bạn sẽ ghi bên phải dấu bằng. Và sau đó các bạn sẽ đưa dấu tính thứ hai sang và như thế chúng ta thực hiện kết quả nhé. Mời các bạn cùng quan sát cô thực hiện. 4 x 3 bằng 12, cô viết 12 bên phải dấu bằng này. Sau đó đưa dấu tính thứ hai sang là cộng 8. Và kết quả cuối cùng thực hiện nhanh cho cô. Kết quả cuối cùng cô thực hiện được ở đây bằng 20. Và đây chính là cách thực hiện tính cho biểu thức này. Các bạn đã được học rồi, đúng nào?
Và bây giờ chúng ta cùng đi thực hiện làm ý A, ý B và ý C của bài tập số 2 nhé. 4 x 8 cộng 10, cô có 4 x 8 bằng 32, cộng 10, cô được kết quả bằng 42. Ý B, 4 x 9 cộng 14, cô có 4 x 9 bằng 36, cộng 14, cô được kết quả cuối cùng là 50. Tương tự, ý C, 4 x 10 cộng 60, cô có 4 x 10 bằng 40, cộng 60, và kết quả cuối cùng cô tìm được kết quả bằng 100. Vậy là đến đây, cô cùng các bạn đã đi thực hiện xong các ý trong bài tập số 2 rồi. Vậy, để biết được bài tập số 3 sẽ giúp chúng ta củng cố kiến thức gì đã học thì mời các bạn cùng chuyển sang bài tập số 3 nhé. Bài 3, cô đã đưa bài 3 trong sách giáo khoa lên bảng thì mời các bạn cùng quan sát và đọc thầm cùng cô. Bài 3, mỗi học sinh được mượn 4 quyển sách. Hỏi 5 học sinh được mượn bao nhiêu quyển sách? Vậy thì các bạn hãy nhìn vào đề bài và cho cô biết bài toán cho ông ta biết điều gì và bài toán hỏi chúng ta điều gì nhé. Như các bạn đã thấy, bài cho ông ta biết mỗi học sinh được mượn 4 quyển sách và bài hỏi hỏi 5 học sinh được mượn bao nhiêu quyển sách. Vậy thì dựa vào những dữ kiện bài cho ông ta thì cô cùng các bạn sẽ đi thực hiện tóm tắt cho bài toán này nhé. Mời các em cùng quan sát. Tóm tắt. Đầu tiên cô sẽ đưa dữ kiện mỗi học sinh được mượn 4 quyển sách. Mỗi ở đây là 1 đúng nào? Vậy thì cô có 1 học sinh chấm 2 chấm 4 quyển sách. Và bài hỏi hỏi 5 học sinh thì được mượn bao nhiêu quyển sách? Vậy cô có 5 học sinh chấm 3 chấm quyển sách hỏi chấm. Đúng nào? Và đây chính là tóm tắt chính xác cho bài tập số 3 này đấy các bạn ạ. Và bây giờ dựa vào tóm tắt cũng như đề bài, cô cùng các bạn cùng chuyển sang giải bài toán này nhé. Bài giải. Đối với bài toán giải bằng lời văn thì các bạn sẽ đọc thật kỹ câu hỏi và chúng ta sẽ đưa ra lời giải đúng cho bài toán này. Ở đây, bài hỏi chúng ta hỏi 5 học sinh được mượn bao nhiêu quyển sách. Vậy thì chúng ta sẽ trả lời luôn cho câu này. Đó là số quyển sách 5 học sinh được mượn là. Đó, như lời giải cô đã đưa trên màn hình đây. Ngoài lời giải này ra thì cô còn có một lời giải khác. Các bạn cùng lắng nghe nhé. 5 học sinh được mượn số quyển sách là. Đối với dạng bài này, chúng ta có hai cách để viết lời giải cho bài toán. Các bạn có thể lựa chọn một trong hai lời giải mà cô giáo vừa nêu để chúng ta có thể thực hiện giải bài toán này nhé. Và ở đây, như chúng ta đã biết, một học sinh được mượn 4 quyển sách. Bây giờ, cô sẽ lấy số quyển sách của một bạn học sinh là 4. Cô sẽ nhân với số bạn học sinh, đây là người ta đang hỏi là mấy đây? Là 5, đúng nào? Vậy cô nhân 5. Kết quả bằng. Các bạn hãy thực hiện nhanh kết quả cho phép tính này. Chắc chắn bằng 20, đúng nào? Và đơn vị ở đây là quyển sách. Cuối cùng, cô có phần đáp số 20 quyển sách. Vậy là đến đây, chúng ta thực hiện xong bài tập số 3 của tiết toán ngày hôm nay. Và bây giờ thì mời các bạn cùng chuyển sang bài tập cuối cùng của tiết học ngày hôm nay, xem bài sẽ hướng dẫn chúng ta làm dạng toán gì nhé. Bài 4. Khoanh vào chữ đặt trước kết quả đúng. Nghe cho ông ta phép tính 4 x 3 bằng A 7, B 1, C 12 và D là 43. Bảng nhân 4 chúng ta đã học thuộc rồi đúng nào? Vậy thì kết quả của phép tính 4 x 3 chắc chắn phải bằng kết quả 12. Cô sẽ khoanh vào đáp ý C đúng nào? Vậy là ở bài tập số 4 này,
cũng đã củng cố cho ông ta kiến thức về bảng nhân 4 mà chúng ta được học, đúng nào? Và đến đây, bài tập số 4 cũng chính là bài tập cuối cùng cũng khép lại tiết học ngày hôm nay của cô. Cô xin gửi lời chào tạm biệt đến tất cả các bạn. Chúc các bạn sẽ trở thành con ngoan trò giỏi và học thật tốt trong kỳ nghỉ dịch này nhé. Đừng quên cho cô một lượt đăng ký kênh, một lượt thích và có thể chia sẻ tới tất cả các bạn để ủng hộ cô giáo và theo dõi các video tiếp theo của cô nhé. Cô xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn.